mình thay ếch nó nhảy cái nhà, thay ếch nhảy ở trong rồi. Mà không biết được nhiêu con. Khui. Khui trời ơi. Trời ơi. Bên nhà ơi. Đi nè. Cái này cả nhà, dấu chân nè. Rồi có ếch cái nhà ơi. Có rồi, mình thấy nhảy trong cục rồi. Wow. Có rồi, coi cả nhà thấy nhảy không? Rồi. Trời ơi. Cái nhậu. Nè. Quá đã luôn cả nhà ơi. Mình mến chào cả nhà mình nha. À, bữa nay thì mình đi đặt lợp ếch cả nhà ơi. Đây cả nhà. Lợp ếch của mình là 6 cái nha. Đây, mình mua thử 6 cái mình đặt. Đây mồi của mình đây cả nhà ơi. Đây. Mồi của mình là mồi cá rô cả nhà ơi, cá rô cá sặc cũng có luôn. Mình xài thì dầu chuối với cua cả nhà. Đây là mồi sống cả nhà ơi. Rồi chút xíu mình đặt vô một cái lợp dài con cá cho nó nhảy để dụ con ếch nó lại cả nhà. Đây thì mình kiếm chỗ đặt thì mấy chỗ dụm nước gì nè cả nhà. Đây. Thì mấy chỗ này thì tối con ếch nó lại nó ăn cả nhà. Đây mình thấy dấu chân ở đây bự lắm cả nhà nè. Dấu chân con ếch nè. Đây. Đây cái nhà, dấu chân nè. Dấu chân con ếch nó nhảy ra nhảy vô á. Quá trời bự luôn. Đây, nó nhảy ra đây nó ăn nè cả nhà. Chỗ này thì dấu chân ếch nhiều lắm cả nhà ơi. Hy vọng là tối nay có nha. À, chút xíu mình đặt rồi xong mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây hiện tại mình đã đặt xong một cái nha. Đây. Đó. Địa hình thì nói chung rất là đẹp luôn cả nhà. Thì dấu chân ếch thì nhiều lắm. Dấu chân ếch quá nhiều luôn. Hy vọng là tối nay không có ai phá cả nhà. Mà anh thấy đồng nghiệp cũng bên ảnh người ta không biết đặt cái gì nữa. Tìm cái chỗ này ngon ngon không nhé cả nhà. Đây, dấu chân nè. Quá đã luôn, hồi chút xíu mình đặt dài dài xuống đó cả nhà. Rồi giờ mình tranh thủ đi đặt nha. Tại hiện tại cũng trời cũng gần 6 giờ rồi. Rồi chừng nào sáng hôm sau mình mới đi thăm rồi mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi hẹn cả nhà mình sáng mai nha. À, hiện tại thì sáng cả nhà ơi. Anh Bình Bình cũng đã lên hơi cao rồi. Buổi sáng thì mình chúc cả nhà mình ấm áp nha, làm việc vui vẻ luôn cả nhà. Rồi mời cả nhà mình cùng trải nghiệm đi thăm lợp cá lợp ếch với mình nha. Để mình đặt khu vực này hai cái cả nhà. Ở đây một cái nè. Không biết có không nữa cả nhà. Đi nha. Biết có không? Ồ có cái nhà ơi. Đây ếch đây. Ồ.
con bự có nhau, quá bự luôn, con bự. Một em bự cái nha. Đi không biết có. Đây là cái thứ hai nè các nhà. Rồi cái thứ hai dính được ba con cái nhà, ba con dính được ba con luôn, quá đã. Để mình gửi cho cái nhà mình cùng xem nha. Vì này được ba con cả nhà nè. Đây, chỗ thế này là con bự cả nhà nè. Đây, mồi của mình cũng hiệu quả cả nhà. Con này là được ba con nhỏ, hơi nhỏ nhỏ thôi. Dấu chân quá trời đã. Chỗ này là dấu chân quá đã luôn cả nhà nè. Rồi giờ mình tiếp tục nha, mình đặt tới 6 cái lần mới thăm được có hai cái à. Này nhà tới 7 thứ ba nha. Ồ đi dấu chân ếch nhóc luôn cái nhà nè. Đây. Nhà mấy thứ này dấu chân ếch không được cả nhà. Mình không có dám đặt bên đây, mình đặt thuốc trong bên wow, quậy bên chảnh chưa luôn cả nhà nè. Đây siêu quậy luôn ấy. Mình cứ vô hơn cái nhà đục luôn, nước đục luôn cái nhà biết có không. Wow. Nhóc luôn cái nhậu. Đây. Hai. Ô nhóc luôn bên đây nè. Ô. Đây cái nhà. Dính quá trời dính luôn cái nhậu. Đây. Con bự. Còn lại mấy con nhỏ nhỏ thôi. Chút xíu mình rửa lại mình đếm cho cả nhà mình cùng xem nha. Quá đã luôn cái nhà, đầy lọt luôn. Đây cái nhà được trời ơi nhiều quá mình đếm 2 4, đừng cứ nhảy thôi, 2 4 2 4 6 8 con thôi nha, một cái lợp 8 con. Đây một con này bự cả nhà nè, con này bự nè, còn mấy con thì con nhỏ nhỏ rồi. Đây, một cái lớp 8 con cũng hiệu quả cả nhà. Thì nói chung là mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng đặt. Thì ở những chỗ nước dụm dụm gì nè là con ếch nó tập trung lại đây nó ăn cá cả nhà. Thì mình nếu mà mình không sợ mắc á, mình đặt bên đây nè. Để mình sợ mắc mình đặt thuốc ở trong hơi chút xíu. Rồi mình tiếp tục nha, còn 3 cái nữa cả nhà. Tới cái thứ thứ tư thứ năm cả nhà, mình đặt chỗ này thì 2 cái luôn.
hai cái thì kế bên nhau luôn cả nhà. Đây một cái này, ồ cũng có nước đục cả nhà nè. Đây đây cái nhà có dấu chân nè, nước đục, ồ thấy đục đục đục, mình thấy ếch nó nhảy cái nhà, thấy ếch nhảy ở trong rồi. Mà không biết được nhiêu con. Khui. Khui, trời ơi. Trời ơi. Cái nhậu. Đi nè. Quá đã luôn cái nhậu. Bự bự. Đi nè cả nhà. Quá đã luôn. Đây con nào con lấy bự bự không ạ? Được 2 4 5 con đó nha. 5 con bự bự không? Quá đã luôn. Đây mình thăm thăm cái thứ 5 luôn. Thứ 5 mình đặt ở đây nè. Này dấu chân ếch nhóc luôn cả nhà. Này nằm mình đặt ở đây nè. Tuốt ở trong dấu chân nữa cả nhà. Ồ quá đã luôn nè. Phía trước đó cả nhà ơi. Coi mình thấy nhảy cả nhà. Rồi được con nhỏ nhỏ không cả nhà ơi. Không được con bự nhưng mình nhiều. Ô được con bự đó nha. Đây à, được 4 con. Được 4 con cả nhà này. Được 4 con. Chỗ này hai cái đều chảy hết trơn cả nhà nè. Quá đã luôn cả nhà ơi, đặt lộp ếch nè. À, cái này thì 5 con, cái này thì 4 con. Này bự bự không được cả nhà. Ếch bự không nè. Rồi giờ mình còn cái cuối cùng cả nhà. Đây cái nhà cái cuối cùng nha thầy, năm cái kia đều chạy hết trơn. Năm cái kia đều có ếch, bên đây không biết có ếch không nữa. Rồi mình thấy dụng nước nó thấy đen đen rồi cả nhà, dấu chân nè. Rồi có ếch cả nhà ơi, có rồi, mình thấy nhảy trong cục 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 rồi. Wow. Có. Đây, cả nhà thấy nhảy không? Vô. Trời ơi. Cái nhậu. Nè. Quá đã luôn cả nhà ơi. Hai. Bốn con bự bự không có nhà. Quá đã. Đây mình ra gửi cho cái nhà mình cùng xem luôn. Quá trời ơi, ếch. Ếch khủng không cái nhà ơi. Nặng cái lọp luôn. Đây cái nhà quá đã luôn cả nhà.
quá phê luôn. Rồi chút xíu nữa mình về mình đổ ra mình chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây cả nhà, hiện tại mình đã về nha. Đây. Con ớt nữa cả nhà. Ớt thì quá đã luôn. Con bự bự không cả nhà, mình đặt lợp có 6 cái à. Mà con bự bự không. 6 cái cũng một cái chín cả nhà. Một cái chín trừ này 400 gram là còn ký rưỡi. 6 cái cũng được ký rưỡi cả nhà ơi. Đây ớt nè, con nào con lấy quá trời ngon luôn. Cái mồi của mình cũng vậy cả nhà ơi. Mồi của mình thì cá dầu chuối với mình đặt vài con cá sống nữa cả nhà. Với mình bẫy thì theo cái dụng nước người ta bơm nước lên á thì ớt thì rất là nhiều luôn. Rồi giờ mình xin kết thúc video tại đây luôn nha. Rồi cô chú anh chị nào quý mến mình cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt like luôn. Rồi hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha. Rồi chúc cả nhà mình luôn thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe nha.